Đấy, cuốn mà giao cho mama đấy, đúng rồi. Thế con nhặt ở đây ra đi, con nhặt đi. Em cún ngoan chưa? Nhặt nhà. Vừa ngủ dậy đã chạy ra nhặt rau cho mama đấy nhỉ. Nào con ngồi xuống nhặt đi nào. Nhờ xuống nhặt rau cho mama đi. Ui ôi, con ngồi xuống nào. Tí này nhặt vào sau. Đúng rồi. Con nhặt đi. Con nhặt rau cho mama đi. À, sao? Hả? Đi đâu? Thế nhặt rau cho mama đã để tí vào xem. Ê, vất đây con vào xem đi. Con vào xem rô rô của con đi. Ơ, bỏ vào trong rổ cho mẹ chứ. Cái cầm nhặt vào rổ. Đúng rồi. Rổ đâu, rổ đâu? Chít. Chít.